Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật, chúng ta câu hội tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 18, tức là băng thứ 18 của kinh Đại Bát Niết Bàn. Ở như tuần trước chúng ta đã học về cái phẩm trường thọ, mà hôm nay cũng tiếp tục nghiên cứu kỹ về cái phẩm trường thọ. Thì chúng ta nên biết rằng là cái từ trường thọ ở đây nó không có nghĩa là để cầu mong cho cái tuổi thọ được sống dài, sống dài, sống lâu. Bởi vì cái nhìn của cái bậc mà chánh đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác á, hay nói cách khác là nhìn bằng Phật nhãn á, thì con người cũng như sự vật nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, vốn có bốn cái chất liệu thường, lạc, ngã, tịnh rồi thì đâu có đặt cái vấn đề mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi là quý trọng gì đâu. Vì đây nó là thường cơ mà. Nếu mà đứng bên cái mặt mà tục đế nhìn bằng cái nhục nhãn hay là thiên nhãn thì mình thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vì vậy mà qua cái nhìn đó đó thì là cái trường thọ, nếu 80 tuổi là nó hơn người 70, 90 tuổi thì nó hơn người 80, 100 tuổi thì nó hơn người 90 tuổi. Như vậy là cái trường thọ nó có giá trị. Đó là nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, bằng tục đế thì cái trường thọ nó có giá trị. Nhưng mà nhìn bằng Phật nhãn, đứng về mặt chân đế mà nói, thì con người là thường có rồi, lạc có rồi, ngã có rồi, tịnh có rồi. Thì cái trường thọ mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi là nó chả có cần thiết gì, vì nó không có ý nghĩa chân thật. Cho nên cái đó là cái mà để ý mình học đó. Vì vậy mà mình học cái phẩm trường thọ đó, nó không phải là sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi. Những cái cụm từ mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi đối với người Phật tử có học đạo, hành đạo và chứng đạo thì nó không có giá trị cao siêu hay là một sự vui mừng hãnh diện gì hết. Vì người Phật tử có thường, có lạ, có ngã, có tịnh rồi. Nếu ta biết nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, ta nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì ta thấy ta thường, lạc, ngã, tịnh. Tôi nói thế này là tôi hy vọng rằng đại chúng để ý. Có như tôi vậy thôi chứ tôi chưa nói gì ai cái bậc cao siêu nào ở đâu nữa, thì chuyện đó chuyện của hiền thánh của kinh điển ta nói. Có như tôi vậy nè, tôi vẫn thấy rằng tôi là chân thường,
Và sự thật tôi đã thấy được cái chân lạc ở trong tôi, và chân ngã ở trong tôi, và chân tịnh ở trong tôi. Đó là một sự thật. Mà cái đó không phải nói khoe. Nhưng mà nếu mà toàn thể trong này đại chúng, mà người nào mà có tư duy, có quán chiếu, các vị cũng tự thấy các vị là thường, là lạc tự có, ngã, chân ngã tự có, và chân tịnh các vị tự có. Với điều kiện là các vị phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải nhìn bằng nhìn của đạo Phật, phải thiền định bằng cái thiền định của trí tuệ, thì các vị sẽ thấy cái đó. Mà đã thấy được cái đó rồi thì cái vấn đề là sống dài, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi đó, thì nó là cái chuyện tầm thường của nhục nhãn mà thôi. Giá như mà có chết sớm hơn 80 tuổi hay là 60 tuổi cũng không có gì đáng gọi là sợ sệt và tiếc nuối hết. Và tập như vậy á, mới là cái nhận thức của đạo Phật, của người đệ tử Phật. Thế nhưng người Phật tử với vấn đề tử sinh, sinh tử là chuyện tùy thuận, tùy thuận, không cầu nguyện, không khấn vái van xin, mà cũng không cần có ý chối bỏ hay chạy trốn sự sống. Không có ý chối bỏ, không có ý chạy trốn, nhưng mà cầu nguyện van xin để sống dài, sống dài, sống cao tuổi, sống lâu hả? Không cầu. Và sự thật có cầu đi nữa cũng được, nó tùy theo cái nhân duyên, cái phước báo của mình tạo ra. Chứ có cầu cũng được, có khấn vái cũng không được. Học đạo là phải nói như vậy, đừng có khấn vái, đừng cầu mất công, không bao giờ cầu được một cái gì. Cái cầu nguyện khấn vái gian sinh với những cái đấng siêu hình đó là chẳng qua là cái con người mà trong cái giai đoạn mà lạc hậu mà chưa cắt nghĩa, chưa giải thích được cái hiện tượng thiên nhiên như là gió, là bão, là sóng lục lội, là bão bùng, là sụp đất này kia đó ha. Thì người ta sợ quá, người ta khấn cầu vậy. Chứ như bên Ấn Độ đó, sụp đất vừa rồi đó là chết cả 20.000 người, có khấn cầu gì được? Không có khấn cầu gì cho hết á. Bà La Môn, Sa Môn và Hồi giáo, Ấn giáo bên đó nghĩa là thầy chuyên môn chú nguyện bên đó nổi tiếng thế giới. Nhưng mà chuyên môn là chuyên môn khấn nguyện để mà do cái đức tin của người ta vậy thôi, chứ còn không có kết quả gì hết. Đất sụp vẫn cứ sụp. Người nào sống sót được thì sống sót mà không do cầu nguyện. Còn người cầu nguyện sợ hãi vô cùng mà vẫn cứ bị đè chết, moi 7-8 ngày moi không ra. Cái tiêu chí mà đạo Phật đặt ra đối với con người là sống một đời sống đáng sống. Bởi vì cái con người mình ở trên cõi đời này ấy mà, mà nếu mình biết sống thì cái đời sống của nó không có, nó không phải xấu xa gì lắm. Như nhiều người mà khổ đau rồi chán nản đâu. Nếu mình biết điều chỉnh cuộc sống thì nó có một cuộc sống đáng sống chứ không phải không. Chẳng hạn như hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Như Lai Thế Tôn ta, đời sống các ngài đâu có bi quan gì đâu, đâu có ảm đạm gì đâu, cũng chẳng có cái ước mơ trông chờ mong đợi nào, vì người ta nhận thức được chân lý rồi, người ta tùy thuận pháp tánh người ta sống. Thế thì cái sống nó nhẹ nhàng lắm. Còn chúng ta mà có những lúc chán nản vô cùng là tại vì sao? Tại vì chúng ta sống theo cái vọng tâm, không phải là cái chân tâm, mà sống bằng cái vọng tâm. Rồi cái vọng tâm đó nó lại chạy theo dục vọng,
chạy theo dục vọng thì là đã dục vọng, dục tức là muốn, tức là thèm khát. Mà đã thèm khát thì là không biết cỡ nào mà cho nó vừa đủ, cho nó bằng lòng. Do vậy mà mình thấy rằng nó thiếu thốn hoài, nó khổ đau hoài, là do cái vọng tâm, mà vọng tâm đó nó khởi ra cái tham dục. Mà cái tham dục mà nó cao độ của tham dục đó thì là cái đời sống đó là mình sống vậy nè, trên mặt đất vậy nè, mình đã rơi vào con đường gọi là đọa vào con đường ngạ quỷ rồi, không bao giờ thỏa mãn, thiếu thốn mãi. Thế thì còn sống vậy nè, trên mặt đất vậy nè, mà sống bằng tâm hồn ngạ quỷ, rồi nếu không khéo mình để cho nó khổ cùng cực, nó ước ao, nó thèm thuồng, nó mong muốn cùng cực, thì nó rơi vào ngạ quỷ. Mà nếu mà làm sai phạm với cái luật lệ của xã hội, của quần chúng ha, của hiến pháp luật pháp của một nước đó mà, thì nó đi tới cái chỗ là kềm kẹp, đánh đập, khảo tra, tù tội, thậm chí tử hình. Thế thì cái giai đoạn mà đang chờ mà thụ cái tội đó đó, nó khổ cung cực, tất nhiên là mình còn ở trên mặt đất mà mình đã đọa vào địa ngục rồi đó. Cái chữ địa ngục của Đạo Phật là phải hiểu vậy đó, chữ ngạ quỷ của Đạo Phật là phải hiểu vậy đó. Nên ra là tránh cho khỏi rơi vào địa ngục, khỏi rơi vào ngạ quỷ, khỏi rơi vào một cái tâm hồn vì khát vọng điên cuồng mà bất chấp cái nhân nghĩa đạo đức, bất chấp cái luân lý của cái xã hội trong cuộc sống. Thế thì là mình sống bằng con người mà vẫn là cái tâm hồn không phải là người, tức là đọa là súc sanh. Chứ đọa có nghĩa là rơi vào trong cái phạm trù tư tưởng của súc sanh, chứ không phải là tư tưởng của con người nữa, vì nó không còn nhân nghĩa lễ trí tính, mình nói theo nho ha, nó không còn tam căn ngũ thường nữa, không còn tư cách làm người nữa, thì mình vẫn là đi hai chân, nhìn thấy thì con người, mà theo kinh điển á thì cái khổ đó đó là nó rơi vào trong cái phạm trù tư tưởng của súc sanh rồi đó. Thế thì đời sống đó không đáng sống, đời sống nó chết cho rồi còn sướng hơn. Mà Đạo Phật thì là đào tạo dạy cho người sống một đời sống đáng sống. Thứ hai là sống có an lạc và hạnh phúc. Cái tiêu chí thứ ba là sống có tự tại và chính an. Cái tiêu chí thứ tư là sống có phước đức và trí tuệ. Cái tiêu chí thứ năm là sống có bồ đề, niết bàn, vô thượng và hữu thượng. Hữu thượng và vô thượng. Tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Hồi trước á, tôi cũng giống như các vị vậy, mình học đạo là phải giống mình leo thang vậy, mình leo mỗi ngày, mình leo thì mỗi ngày nó mỗi cao, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ nó càng cao thêm cao thêm cao thêm. Thế thì mình học đạo mình cũng cái trí tuệ mình nó mở mang mỗi ngày nó mỗi lên. Cho nên bây giờ đây là tôi nói về bốn cái từ niết bàn, tôi nói để chung để ý nè. Từ niết bàn hồi xưa mấy mươi năm trước tôi giải sai, do thầy tôi dạy không rõ, không kỹ, tôi giải sai. Bây giờ tôi có đủ sức đánh tránh về cái điều sai lầm đó. Giống như tôi leo thang vậy, mới giờ tôi phải leo thấp, giờ tôi leo lâu năm rồi tôi leo, phải leo tới đỉnh thang thôi. Tôi nói cái này để tôi tính chánh đó nè. Cái thứ nhất là các vị hiểu rằng là con người là chúng ta là nó có cái thứ niết bàn phổ biến, đó gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Niết bàn có bốn thứ. Cái thứ nhất là tự tánh thanh tịnh niết bàn, tức là cái mà tôi nói nãy giờ đó. Tôi đã thấy được, đã nhận thức được cái thường lạc ngã tịnh của tôi. Mà cái chữ tịnh đó tức là niết bàn đó nha. Thì các vị mà nếu tư duy quán chiếu mà tu tập, là các vị cũng thấy được các vị là thường lạc, là ngã lạc,
tịnh. Chứ tịnh nó tức là tự tánh thanh tịnh biết bạn đó. Mà đã có tịnh, bốn chữ đó chứ kỳ thật là một chữ thôi, có tịnh thì các vị có thường, mà có thường thì các vị có lạc, có an lạc. Mà có tịnh, có thường, có lạc thì các vị có chân ngã, vì nó không có bị tiêu hoại mà, nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung mà, thì nó là thành ngã. Cho nên là có một cái đức tịnh thôi, tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn, thì các vị sẽ có thường, có lạc, có ngã, đủ bốn cái đức thường, lạc, ngã, tịnh. Vì các vị có tự tánh thanh tịnh niết bàn, tức là đức tịnh, thì các vị có thường, có ngã, có lạc, có một là có bốn. Tuy là danh từ là bốn mà kỳ thật là có một là có bốn, mà bốn đó là không ngoài một, một không rời, một là ở trong bốn. Có bốn tên là chẳng qua là mình nhìn về bốn mặt, cũng như cái viên kim cương vậy, mình nói nó có màu tím, màu xanh, màu vàng và màu trắng, ví dụ vậy. Là tại vì mình nhìn nó, mình đứng bốn góc, bốn cạnh, mình nhìn thì mình thấy nó bốn màu, nhưng mà bốn màu đó không ngoài một kim cương. Từ một kim cương mà do đứng bốn cạnh thấy kim cương có bốn màu. Nếu người ta đứng tám cạnh thì người ta thấy viên kim cương đó tám màu. Mà tám màu thì kỳ thật là cũng không ngoài kim cương là một. Cho nên là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, tức là cái đức tánh trong bốn cái đức thường, lạc, ngã. Ngược lại, nếu mà mình hiểu được một cái đức thường, nắm được cái đức thường của mình, thì nó cũng có cái đức lạc, ngã, tịnh ở trong đó. Để ý cái đó. Thành ra kéo lại vấn đề là tự tánh thanh tịnh niết bàn là mọi người ai cũng có. Nhưng mà từ lâu rồi, mấy mươi năm, mình 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mà mình không hưởng được cái niết bàn là tại sao? Là tại vì cái mây vô minh nó che lấp, cũng giống như bầu trời rất là xanh ngăn ngắt, rất trong sáng vô cùng và một màu xanh ngăn ngắt hết sức đẹp, hết sức trong ấy. Thế mà một cái mùa đông mà chẳng hạn như mình ra miền Bắc rồi, cả cái mùa đông vậy đó, mấy khi mình thấy được cái màu da trời thật. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái mây đen ở dưới này thấp, ở đây cái số rưỡi hai cái số đây, nó che hết cái mặt trời sáng và cái màu xanh thật ngăn ngắt của da trời, là tại vì mây. Cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình cũng vậy, từ vô thủy vị trí vô chung vẫn hiện hữu tồn tại của mỗi người, không bao giờ nó tách rời ra con người của mình được hết. Nhưng mà mình không sử dụng được, không thấy được, không gặp được, là tại vì cái vô minh mà nó biểu hiện ra là những cái thứ phiền não căn bản và phiền não chi mạc đó, tức là tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu á. Cái thứ mây đó nó che hết cái niết bàn của mình, làm cho niết bàn không hiển lộ. Chứ trong mọi người có tự tánh niết bàn hết, phải ôn tập cái đó để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà moi cái niết bàn vốn có của mình ra, vẹt cái phiền não vô minh cho nó tan ra, để cho nó hiển lộ cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Tu là phải làm vậy thôi. Chứ tu mà lại lục lăng xăng lễ bái cầu nguyện ngồi gục lên gục xuống, nó không nhầm gì đâu.
ngồi gục lên gục xuống, ngồi thiền bằng kiểu này kiểu nọ, rồi tưởng tượng kiểu này kiểu kia, rồi nay nằm chiêm bao thấy ông thần này, mai là ngủ dậy thấy vị thần kia đó, đều không phải đạo Phật đó. Cho nên tôi mà ai mà nói học đạo lâu, nó tu lâu gì đó mà nói hồi cái lớn quá, nói là trời hôm tôi nằm chiêm bao tôi thấy tuyệt vời, một cái mây đẹp vô cùng, nghĩa là một bầu trời rạng rỡ quang minh, có một vị nghĩa là Phật ở trên trời, chỉ có tay xuống cái hào quang sáng rực cái kéo tôi lên. Tôi nghe nói cái đó thôi bái bài liền là lập tức không còn gì để nói nữa, không có cái đó, nói tới cái đó là hỏng bét rồi. Mà muốn có cái an lạc thật sự là phải vẹt cái phiền não vô minh của mình ra để cho nó hiển lộ cái tự tánh thanh tịnh nhất, nhất là muốn có đó là cái đức. Trong bốn đức, một đức trong bốn đức là thường, lạc, ngã, tánh. Bây giờ tôi nói cà dần hoài để cho các vị nghe, là chừng nào mà người, những người nào mà bằng lòng nghe với tôi là không còn cầu nguyện gian sinh lãi lục quỷ lụy trước bất cứ một thứ thần thánh nào thì người đó mới là đồng chí của tôi, là tôi những mong có pháp lữ chung lòng ha, cùng tiến bước vào niết bàn thường là không được. Vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh, dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ăn hận, tôi quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Đối tôi mà còn nói là cầu nguyện là gian sinh là lại lục để được này được kia, là cái bằng zero, nói là tay zero, nói theo Việt Nam gọi là ốc dinh nghĩa là trên đường tu hành không có cái con khí khô gì trong cái đầu của mấy người hết á. Các vị bỏ hết ra về tức khắc, tôi vẫn cười rất rất mà tôi không bao giờ tiếc. Nhưng mà nếu các vị mà còn bằng lòng nghe thử thì tôi cũng cứ nói dầu là nghe thử ha, thì tôi cũng vẫn cứ nói. Cho tôi nói bây giờ là phải nói vậy, bởi tôi gần chết rồi tôi còn nói giấu giếm chi, nói giấu giếm để lừa đảo các vị, để lấy tiền các vị để làm gì nữa, dư sức sống cho tới ngày chết. Vì ngày chết không còn bao giờ. Mà có những người hiểu được tôi rồi, bây giờ lâu lâu là gửi mớ vậy, 50 đô, 100 đô, có người vài trăm đô đó thì quá dư. Sống dư sức sống tới ngày chết thì còn nói gạt để làm gì? Không nói gạt nữa. Mà trước kia là còn mấy mươi năm sống mà còn không nói gạt, bây giờ làm gì nói gạt, ngu vậy. Cho nên bây giờ là nói thiệt 100% em ơi. Ủa? Năm mươi năm trước là vô cùng gian nan khổ sở mà còn không nói gạt ai mà. Đạo lý đó là nói vậy, à nói không được là bỏ chùa đi thôi. Đã bỏ rồi, bỏ nhiều chỗ rồi. Nói không được là bỏ đi à. Cho nên tôi nói đó là thiệt à. Cái thứ hai nữa là nha, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi. Cái thứ hai nữa là hồi đó giờ tôi nói gì? Là hữu như y niết niết bàn. Hữu như y hồi xưa thầy trò tôi cắt nghĩa nhau vậy nè. Tức là những cái người mà còn sống, còn đi khất thực mà còn sống đó, gọi là hữu như y. Thí dụ như sao lại phát một kiền liên tu bồ đề anh ăn ca nhiếp á, gọi là các vị đó được cái niết bàn hữu như y. Rồi cái thứ ba là vô như niết bàn, là thầy trò cùng các nghĩa rằng là sau khi chết rồi, cái niết bàn đó là sau khi chết mình nhập cái niết bàn, ở trong cái niết bàn không có gì đó, trống rỗng á, rỗng rang rồi đó, không biết mình ở đâu nữa đó.
mình hòa nhập vào trong cái niết bàn mà cái bằng mênh mang vô tận mà không biết ở đâu á. Thế thì mình cắt nghĩa như vậy đó, gọi là nhập niết bàn như thế, gọi là niết bàn vô dư y. Cắt nghĩa như vậy là sai bét kinh điển, sai bét kinh điển. Cắt nghĩa như vậy là làm cho người ta hiểu rằng là nhập cái niết bàn vô dư y đó có nghĩa là mình tan xác, tan luôn cả hồn, không còn biết mình ở đâu nữa hết. Chết rồi tức là tan xác rồi, mà còn không biết mình ở đâu nữa. Mình bàn bạc cái mông lung trong cái vũ trụ vô cùng vô tận này thì tức là tan xác, là tan hồn luôn. Nhưng mà sự thật thì niết bàn của Phật không phải vậy, không phải cái vô dư y là như vậy, cũng không phải cái hữu dư y là còn sống mà có niết bàn gọi là hữu dư y. Nếu như niết bàn mà còn sống gọi là niết bàn hữu dư y vậy thì Như Lai Thế Tôn ta 49 năm thành đạo đó cũng vẫn là người cỡ được cái niết bàn hữu dư y vậy thôi sao? À, cho nên cái lý luận như vậy là ấu trĩ, là ngây thơ và không phải là người trí mà nghe được. Nếu nói rằng là thanh văn duyên giác đó là những người đó mỗi ngày còn đi khất thực và còn cái sắc thân như vậy là gọi là nhập niết bàn hữu dư y. Rồi vô dư y là khi nào chết rồi, tan xác rồi và cái hồn phiêu phiêu phủ phủ không biết ở đâu, chừng đó gọi là vô dư y. Nói không trúng. Mà bây giờ là phải nghe như thế này, hết sức đơn giản mà tại mình hiểu, mình gửi gắm tâm hồn cho một cái thứ đức tin mà không có trí tuệ, thành ra mình thấy nó mang mang vô tận, cho rất là dễ hiểu. Hữu duy niết bàn có nghĩa là chúng ta có niết bàn, nhưng mà cái niết bàn của chúng ta là cái niết bàn hữu thượng. Đổi cái chữ đơn giản vậy thôi, niết bàn hữu thượng có nghĩa là chúng ta có hưởng được cái an lạc, nhưng mà cái an lạc của chúng ta đó nó chỉ 60, 70, 80 thậm chí 90% mà còn chúng ta chưa đạt được cái 10% sao chọn, thậm chí chúng ta đạt được 99% mà còn 1% chúng ta thỉnh thoảng còn bị vướng bận một cái gì đó mà chúng ta chưa trọn vẹn. Thế thì là cái chữ hữu duy niết bàn có nghĩa là niết bàn hữu thượng, chưa hoàn toàn sạch trong. Tôi nói ví dụ như là một cái tách nước thật trong, ly nước trong thật trong ha, nhưng mà dưới con mắt của Master, của viện Master người ta là giáo nghiệm á, trong cái nước trong của anh á là trong vậy nó uống được không chết đấy, nhưng mà còn có cái thứ vi khuẩn ở trong đó, cho nên cái thứ nước đó anh có thể uống được, nhưng mà nếu anh lấy tiêm vô anh gần mạch anh có thể bị chết. Vì vậy cho nên người ta tiêm nước biển thì cái nước biển đó không phải là thứ nước lạnh mà được, lấy nước lạnh mà tiêm vô là bị chết, vì trong đó nó còn những thứ vi khuẩn mà không phải là hoàn toàn an lành cho con người. Còn cái loại mà như thế thì là cái tấm nước đó là trong đó chứ, nhưng mà cái trong đó nó chưa kêu bằng tuyệt đối, tuyệt đối trong. Thế thì là còn cái nước biển mà thật sự thì sao? Nó không phải là nước lọc mà nó là nước cất, mà cất cái kiểu cất của nó còn vi tế hơn cái thứ nước cất thường mà mình đây nấu rượu hả? Rượu mình uống là nước cất đấy, nhưng mà cái nước cất mà để ta làm nước biển thì tôi thì không phải là y học cho nên tôi không biết là ta cất kiểu nào, nhưng mà nó còn tinh vi hơn nữa cơ mới có thể làm nước biển được. Đây, thế thì cái nước đó là nếu mà nói so với các cái thứ nước đó, thì cái nước cất mới thật là nước tốt, nước tinh khiết. Mà cất mà như nấu rượu là cất thô sơ, mà cất mà tinh vi hơn nữa là nó còn có kỹ thuật cao hơn mới thật là nước hết vi khuẩn. Thế thì là cái hữu như niết bàn có nghĩa là niết bàn mà nó còn cái chất vi tế vô minh,
chứ nó chưa hoàn toàn trọn vẹn dứt hẳn cái vị thế vô minh. Mà trong đạo Phật ta gọi là sanh tướng vô minh, là người thanh văn dương giác Bồ Tát chưa trừ được cái sanh tướng vô minh, tức là cái vô minh mà hết sức là vị thế. Thế thì những người đó ta gọi là được niết bàn, mà là niết bàn hữu dư yên. Đấy, hữu dư tức là nó còn dư thừa lại một cái thứ phiền não vô minh vi tế chưa được giải thoát hoàn toàn, đoạn vẹn chưa thành đấng chí tôn vô thượng, gọi đó là người được niết bàn hữu dư y. Mà cái điều đó tất cả chúng ta ai cũng có hết. Các vị có tu một chút xíu thì các được một chút xíu niết bàn, mà các vị tu nhiều hơn là các vị có niết bàn nhiều hơn. Trong ngày mà các vị có chánh niệm chánh quán 15 lần thì các vị có hưởng được 15 thời khoảng thời gian niết bàn. Nếu các vị mà chế ngự được cái thời gian phiền não vô minh của các vị trong 12 tiếng đồng hồ mà 15 lần, có nghĩa là các vị thanh tịnh được trong ngày đó rất là tốt đấy. Còn người nào mà chế ngự được 7 lần trong ngày thì 12 tiếng đồng hồ các vị chế ngự được 7 giờ, 7 lần 7 giờ trong ngày thì các vị là hưởng được 7 giờ thanh tịnh, các vị hưởng được cái niết bàn được 7 tiếng đồng hồ. Còn hữu dư 5 tiếng đồng hồ bị phiền não vô minh. Thế thì cái gọi là hữu dư niết bàn là ta có thể thí dụ nó như thế đấy. Hữu dư là vậy. Ta mới chinh phục, ta mới tỉnh thức, ta mới giác ngộ, ta mới thắng được lòng ta. Có 7 tiếng đồng hồ trên 12 tiếng. Thế thì ta được có 7 phần thanh tịnh trong 12 tiếng đồng hồ. 7 giờ đồng hồ thanh tịnh. Còn nếu như ta chinh phục, lòng ta đã tỉnh thức được có 4 tiếng đồng hồ trong ngày thôi. Ta khống chế và ngự trị tâm hồn ta, ta hóa giải được có 4 lần phiền não vô minh trong 4 tiếng đồng hồ trong ngày. Thế thì ta được cái niết bàn có 1/3 thời gian thanh tịnh trong ngày. Đó là hữu duy, đó là hữu duy nhiều à, thì não duy mình còn nhiều hơn à. Cứ như thế mà suy, đó là gọi là niết bàn hữu duy. Do vậy cho nên chúng ta ai cũng có khả năng thụ hưởng niết bàn hết. Ai có môi trường tốt, có hoàn cảnh tốt thì thụ hưởng cái hữu duy niết bàn cao hơn, chứ đều có hưởng được niết bàn hết. Tu như vậy được, thực hành như vậy mà có kết quả là tu đúng. Mà còn không thực hành, không có kết quả mà lại lục danh sinh, bất cứ ông thần, ông thánh gì, tên gì trong kinh điển đều không có kết quả. Đều là chỉ là dạy dọc khờ khạo, nhọc công vô ích thôi. Tôi nói đây là tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật, còn các cái đạo khác thì tôi không dám nói. Ai muốn cầu gì đó cầu, muốn lại sao đó lại. Nhưng mà người của đạo Phật là phải học vậy. Đạo Phật không hề dạy con người cầu nguyện giáng sinh lại lục bất cứ ai. Thử giật tiền của anh ta trong ngân hàng không trả đi, rồi giáng sinh lại lục mấy ông tòa án đi, coi có khỏi ở tù không. Giật đàng hoàng, có chứng minh đàng hoàng, biển thủ ngân hàng, biển thủ công quỹ, lại lục danh sinh tòa án, thử coi có khỏi ở tù không. Mà nếu biển thủ nhiều là tử hình, lại lục danh sinh tòa án đi, coi có khỏi tử hình không. Làm sao mà lại lục danh sinh được. Mình làm thì mình phải chịu chứ. Cái đó đạo Phật gọi là nhân quả mà. Nó rất rõ ràng như vậy. Cái thứ ba là vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn tức là cái thứ niết bàn này gọi là niết bàn vô thượng. Niết bàn vô thượng thì giống như cái tôi nói đại là cái nước cấm là hoàn toàn thanh khiết, chứ nó không còn cái vi khuẩn, không còn chút cảnh cáo nào nữa. À,
được cái vô như niết bàn là không còn chút xíu phiền não vô minh nào, gọi là vô như, hoàn toàn diệt sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh, bốn cái tướng vô minh đó diệt hết. Mà cái nhỏ nhất là sanh tướng vô minh đã sập rồi, giống như nước cất vậy, không còn cái chút mà cảnh cáo vi khuẩn nào được nữa. Thế thì là cái niết bàn mà vô dư y là chỉ có Thế Tôn thôi, như là Thế Tôn mới được niết bàn vô dư y, hoàn toàn sạch phiền não vô minh trong tam giới, hoàn toàn ra khỏi tam giới, hoàn toàn ra khỏi 25 cõi. Thế thì người ta hỏi vậy còn cái món nhất niết bàn thứ tư gọi là vô trụ xứ niết bàn thì sử dụng vào cái nào, để dùng vào chỗ nào? Thì xin thưa rằng cái hữu dư niết bàn đó Thế Tôn có, Hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cũng có, những lúc có, những cái lúc mà các vị thiền định sâu trong thiền định là các vị Thanh Văn Duyên Giác vẫn có hưởng được cái vô dư y niết bàn trong những thời gian thiền định. Nhưng mà nếu mà ngoài cái thời gian đi thiền, nằm thiền, ngồi thiền, có những lúc mà lơi cảnh giác thì cái niết bàn đó bị lu mờ đi, nó không còn là thanh tịnh hoàn toàn, trong sáng, an lành, trọn vẹn nữa. Mà muốn hưởng được cái niết bàn đó là phải một là trong lúc ngồi thiền, hai là trong lúc hành thiền, ba là trong lúc là tọa thiền, ngoại thiền, hành thiền, hay là phải dùng ý thiền thì nó mới hiện hữu, nó mới tồn tại. Mà nếu lơi cảnh giác là có thể bị nhòa, bị mờ. Còn như Lai Thế Tôn á thì bình thường cũng vẫn hưởng được cái vô dư y niết bàn như vậy, nhưng mà hoàn toàn là Như Lai Thế Tôn không bao giờ bị mờ, bị nhòa, bị phai mờ cái niết bàn đó. Cho nên Thế Tôn á, dù đi, dù đứng, dù nằm, dù ngồi, dù nói, dù nín, dù động, dù tỉnh ha, đều là hoàn toàn ở trong chánh niệm. Vì Thế Tôn có 18 cái pháp bất cộng: thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, tức là thân khẩu ý hoàn toàn không có sai lầm. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tội hành. Do vậy cho nên Như Lai Thế Tôn ta được cái vô trụ xứ niết bàn này là chỉ có Thế Tôn, là không có lúc nào mà bị phai mờ đó. Cho nên niết bàn đó là riêng cho Thế Tôn. Tuy nhiên Hàng Thanh Văn Duy Nhất có, nhưng mà có là phải trong lúc hành thiền, tọa thiền, ngoại thiền, dùng ý thiền định, chứ mà lời cảnh giác là có thể bị mờ nhạt cái niết bàn đó. Cho nên không được gọi là, những người đó không được gọi là, những Hàng Thanh Văn Duy Nhất là chưa được gọi là vô trụ xứ niết bàn. Muốn có niết bàn phải ngồi thiền, tốt nhất là phải ngồi thiền hoặc là hành thiền ha, phải dùng ý và để tâm. Còn Như Lai Thế Tôn thì không có dụng ý, không có để tâm, mà nói theo cái từ nó gọi là automatic. Như Lai mà đạt tới cái đỉnh là tu hành automatic, nghĩa là không có dụng tâm nữa, mà tự thân khẩu ý, rồi thân khẩu ý trí tuệ đều là bằng trí tuệ hết đó. Thế là bữa nay là ý tôi muốn giới thiệu lại là cái từ, hai cái từ là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn, để phân biệt với cái vô trụ xứ niết bàn. Chỗ đó mà sai lầm mấy mươi năm á, sai lầm mấy mươi năm á, nhưng mà nói đi giảng vậy đó, các Phật tử nghe tưởng nó hiểu rồi, chứ sự thật là
hiểu những cái sai lầm của giảng sư, nhưng mà cũng gọi là hiểu được, nhưng mà hiểu được theo cái sai lầm của giảng sư. Cho nên là làm cái nghề này cũng nguy hiểm lắm, giống như làm nghề thầy thuốc vậy đó, dụng ý là trị lành cho người ta, nhưng mà lỡ một sai lầm, một cái quên thôi hả, một cái lầm lẫn của mình là có thể chết người đấy. Giảng sư mà giảng kinh mà sai lầm là mà không có thời gian để đính chính đó hả, là chết người đó. Cũng như vô nước biển vậy, nhiều khi bỏ vậy chứ mà vô cái là không trúng thời điểm nó sắp nó chết người liền tức khắc. Thế thì là hồi nãy tôi đi triển khai chỗ đó là sống có bồ đề niết bàn hữu thượng vậy vô thượng, đó là niết bàn hữu dư y và vô dư, dư y dư y ra. Hiện thực được những cái tiêu chí đó là đạt cái mục đích yêu cầu của đời sống đáng sống của con người. Tôi nói cái này để chúng để ý, Đức Phật là người thấy rõ cái nỗi khổ của con người và thấy rõ cái nguyên nhân mà làm ra cái nỗi khổ của con người, và đồng thời Đức Phật cũng thấy rõ con người có khả năng hưởng thụ cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình, và con người có thể làm ra làm cho hiển lộ cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó. Cho nên Đức Thế Tôn là 49 năm thuyết pháp là để nhằm làm việc đó. Khổ đế là thấy rõ cái nỗi khổ của kiếp con người. Tập đế là thấy rõ cái nguyên nhân làm ra, nó làm ra cái nỗi khổ của kiếp con người. Bây giờ làm thế nào thì kiếp con người sống, cuộc đời sống đáng sống, là Đức Phật đưa ra một phương pháp đáng sống. Là phải triển khai, phải phát hiện cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Đó là việc đế. Con người có quyền thưởng cái diệt đế, tức là cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình, và niết bàn hữu dư y, niết bàn vô dư y, thậm chí đạt tới cái niết bàn vô trụ xứ như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Và cái nguyên nhân nào làm ra niết bàn đó? Đó là đạo đế, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đó là giáo lý tứ đế. Chỉ gì nghĩa là bồi dưỡng cái trí tuệ để phát huy cái nghị lực, đoạn trừ phiền não vô minh là nguyên nhân của đau khổ, để kéo con người về cái địa vị vốn có của mình là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Mà muốn làm được việc đó là phải chịu khó mà tu tập, mà điều chỉnh, mà hóa giải những cái phiền não vô minh. Đó là gọi là đạo đế, là phương pháp tu hành đó. Chứ không có cầu nguyện danh sinh được, không có lại lục gì được hết đó. Cho nên các vị có muốn lại Phật là lại kêu bằng phát trí thanh tịnh lệ. Làm sao cho cái trí của các vị thanh tịnh, trong sáng, nhận thức được chân lý, sống một đời sống đúng với cái chân lý nhân và quả, mà mình phải cảnh thức, phải biết cái nhân nào mình làm ra, rồi cái nhân đó nó sẽ ra cái quả gì. Cái nhân mình làm, mình phải biết đó là nhân thiện, mình mới làm, thì nó nhất định nó sẽ ra cái quả thiện. Mà cái nhân của mình làm, mình phải biết đây là nhân ác, mà nhân ác thì nhất định ra cái quả ác. Thế thì là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tỉnh thức như vậy để điều chỉnh cuộc sống của mình, chứ không có gian sinh lại lục gì hết. Cho nên ngày hôm qua mà tôi đọc một bài báo, một bài báo mà ở ngoài Bắc nói về cái phủ của bà Liễu Hạnh ở Nam Định đó, mà gọi là phủ dày, rồi nó có cái viền ở ngoài đó, có bốn cái viền, viền phủ tức là viền, tức là chợ phiên, mà ở ngoài Bắc nó có chợ phiên chứ miền Nam nào không có chợ phiên. Một năm
những cái viền lớn là một năm có một lần, còn những cái chợ phiên nhỏ nhỏ đó thì là một tháng có một lần hoặc một tháng hai lần, tùy theo người ta quy định với nhau. Rồi trong làng đó, mấy làng người ta hợp lại thành một phiên chợ, phiên chợ đó hợp trong một buổi rồi thôi, chứ còn không có nhà cửa phố xá để làm cái chợ cố định. Trời Phật ơi, tôi nghe cái cách sống kiểu đó đó ha, cái đức tin nó, đức tin bình dân giản dị, cái tập quán ở ngoài đó mình nghe thấy hết sức. Nếu mình nhìn bằng con mắt của những người mà học đạo mà hành đạo Phật đó mà, thì là không cách nào mình làm gì được, giúp đỡ gì được đâu, không cách nào cứu được. Cầu nguyện giang sinh, mua cái gì cũng mua, phải đi cái gọi là cái viền đó, cái viền tức là cái chợ phiên đó, đầu năm mà ngày mùng 7 Tết mà, bán cái gì cũng bán. Trong nhà mình có cái cày để cày ruộng thôi mà, ai mua cái cày cũng bán, bán để lấy hơn. Rồi qua cái Tết này rồi mua cày khác về cày, có khi là mua mắc hơn bằng rưỡi cũng phải mua. Còn bây giờ là bán cái gì cũng bán, kể cả lưỡi cày. Còn mua là phải mua cho kỳ được, mua cái gì cũng mua. Mua đồ tốt xài lưới thì tốt, mà nghe là không tốt thì mua một nhánh cây, một cái bụi cỏ vậy đó, cũng mua cho kỳ được. Tôi đọc bài báo đó, tôi hỏi ôi luôn. Cái tập tục đó, cái kiểu giống như là ở đây là có cái tập tục hái lộc á ha. Cây gì cũng bẻ. Cây đó nghe là mua 5 triệu cũng bẻ và 10 triệu cũng bẻ. Cho nên đây là nói cái giác linh của bạn này mỗi năm. Cây đó nghe là mua 5 triệu cũng bẻ và 10 triệu cũng bẻ. Cho nên đây là nói cái giác linh của bạn này mỗi năm ổng sống có 30 mấy 20 triệu tiền cây đó, để cho bổn đạo bẻ. Mà chiều hôm chín là tất cả tăng chúng trong này là trang trí muốn chết vậy đó. Cái tối mùng 1 đó là sạch trơn lá, sạch trơn lá rồi còn cái gốc rồi bọn tôi mới trồng dài dài xung quanh, nó mới o lại trồng dài đó. Mấy chục triệu cây để cho ta hái lộc. Phật tử mà như vậy là hết cứu. Đền Ngọc Sơn bên hồ Hoàng Kiếm, thủ đô Hà Nội, có cái xác con rùa thuột. Thuột tức là ta ướp á, ta làm cho nó không thúi nữa. To tướng dài hơn một thước tay. Nhà sinh vật học nào đó cho biết rằng con rùa ấy sống 500 năm tuổi, tính theo cái tuổi thọ con người. Trường thọ 500 năm tuổi, thế mà chẳng thấy ai gọi dù là một tiếng ông rùa. Giữa cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nen của cố đô Thăng Long, ngàn năm dân vật ấy. Đấy. Thế thì so với cái đó thì cái trường thọ rõ ràng không có gì quý hết á. Nó quý là ở nơi á, cái nhân phẩm của con người, cái trí tuệ của con người, cái tư cách của con người. Thì con người sống có 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi ha, ít có người được 101, 102. Nhưng mà nó vẫn quý là quý. Nó là tối linh ưu vạn vật. Còn như con rùa sống 500 năm tuổi vậy mà có ai quý nó đâu. Thế thì là cái vấn đề dài lâu đó nó không phải quý. Hồi khuya này tôi mới đọc ông Pasteur,
ông phát hiện ra cái sự sống của con người, trong đó nó có cái vấn đề là vi trùng học đó mà. Thì tôi tính ra thì ông có 73 tuổi, mà tôi năm nay 74, tôi nói vậy thì một nhà bác học như thế mà có 73 tuổi, còn như mình năm nay 74 tuổi, lẽ ra mình phải chết 10 năm trước cho nó đáng cái kiếp của mình đi. Người ta học hành, người ta thông minh vậy đó, mà người ta chỉ được có 73, còn mình bây giờ 74 tuổi rồi, giá như mà có chết mình có sợ hay không? Phải nói rằng đừng bao giờ sợ nha em. À nghe cưng, bởi vì cưng phải làm cái gì cho nhân quần, cho xã hội nó có cái giá trị thì cái sống đó nó có ý nghĩa. Chứ nếu mà không có ý nghĩa gì hết thì là có sống đi nữa là giống như con rùa ở đền Ngọc Sơn đó. Nhà bác học Pastor mới đọc một khuya này nè, có 73 tuổi thôi đó. Suy nghĩ tới cái đó rồi mình thấy là cái vấn đề là quan trọng của kiếp con người, của cái đời sống đang sống, không phải là tuổi. Chẳng hạn như Nguyễn Du thì tôi nói hoài có 55 tuổi chứ nhiêu. Còn Trúc Lâm Tam Tổ đó thì là có một ông là được 60, còn hai ông thì là có 40+. Đó, tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta đừng có đặt cái vấn đề thọ trường thọ, mà cái phẩm đại học đây đó là đừng có hiểu nó cái nghĩa là mình phải làm thế nào để sống lâu, sống dài, sống dai, sống cao tuổi, không phải vậy. Mà phải học trường thọ đây có nghĩa là phải nhận thức cho được pháp thân của ta, Phật tánh của ta, nó là nó có cái tự tánh thân tịnh niết bàn. Phật tánh của ta là thường, là lạc, là ngã, là tánh, mà ta vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Còn cái thân này chẳng qua là những đợt sống hữu cùng, nó sanh nó diệt, nó nổi nó chìm trên cái mặt nước biển vô cùng. Mà cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta là mặt nước biển vô cùng. Còn cái thân thất đại này là những đợt sống nổi chìm sanh diệt hữu cùng mà thôi. Cho nên dầu sanh dầu diệt chẳng thêm được cái gì đâu, sanh chẳng thêm được cái gì đâu, mà diệt cũng chẳng mất cái gì đâu. Nhưng mà nó đã sanh thì mình phải hoạt động, mình phải sống cho nó có ý nghĩa đáng sống trong xã hội. Còn khi nó diệt thì đừng có gì đau khổ lưu luyến, đừng có sợ mất. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn truyền trao cho Phật tử nào mà có cùng một chí hướng ha, tư duy nghiên cứu, để rồi các vị sẽ thấy mình sẽ sung sướng lắm, sung sướng lắm, sống đời sống đáng sống và sung sướng lắm. Trường thọ Đức Phật dạy cho Bồ Tát Ca Diếp là sự trường thọ với không gian, với thời gian. À, cái tánh thanh tịnh của mình đó, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình đó, nó phải trường thọ với không gian vô tận, với thời gian vô cùng. Là Bồ Tát phải tu học cái nhân trường thọ, phải phát cái tâm đại từ, đại bi, mở rộng lòng, đại hỷ, đại xả. Bốn cái đức tánh đó là bốn đức tánh bản nhiên của con người vốn có đó nha. Cái bản giác của chúng ta là nó có cái chất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, chứ không phải là cái chất mà kiêu căng ngạo mạn, mà cống cao ngã mạn, rồi tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn này. Không phải vậy đâu. Chất con người ta không phải là cái đó. Cho nên cái câu đối mà hay vô cùng: tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Chúng ta tùy trục, chúng ta chạy theo trần, chạy theo cảnh, do đó mà nó bỗng nhiên, nó tình cờ, nó đột xuất, nó sanh ra ngã chấp và pháp chấp. Cái bằng quạnh sanh là vậy đó. Quạnh sanh là nó bỗng nhiên nó xuất hiện ra cái ý niệm về chấp ngã, về chấp pháp. Chứ cái đó không phải là bản chất của con người có cái đó. Cho nên gọi là quạnh sanh.
từ cái ngã pháp mà nó quạnh sanh, nó bỗng nhiên nó xuất hiện rồi á, thì là nó thành cái vô minh, tham sân si mạng nghi vân vân, mà nó lên tới cái đỉnh cao thì nó vong thành ra tham sân si mạng, kết thành ra cái nghiệp hữu lậu. Còn mà đi sâu vào cái mặt mà tu hành đó mà tuyệt tướng tiền căn thì tự tha bất cách. Tuyệt tướng tiền căn tức là chúng ta phải đóng bít sáu căn của chúng ta, chúng ta làm chủ sáu căn của chúng ta, chúng ta làm chủ với lục trần là sắc thanh nơn quỷ xuất pháp. Thế thì coi như là tuyệt tướng tiền căn, chúng ta cột, chúng ta cột và xiềng sáu căn chúng ta lại, chúng ta cắt đứt lục cảnh ở bên ngoài đi, gọi là tuyệt tướng tiền căn. Tự tha bất cách, thế thì là sự thật là ta và mọi vật bên ngoài là một thứ đấy, nó không phải là cái năng phân biệt và cái sở phân biệt đó là khác nhau đâu, mà nó là một thứ đấy. Bản thể là chung cùng đấy, mà nhân duyên thì nó sinh ra có hữu tình có vô tình vậy thôi, chứ bản thể là chung cùng, bản thể cùng một bản thể là Như Lai, Như Lai Tàng. Tùy theo cái duyên, nếu mà cái duyên mà nó hợp bằng ngũ đại thì nó sanh ra vô tình là núi sông đất liền, là khoáng vật, là thực vật. Mà nếu như mà cái duyên nó hợp bằng thất đại, tức là địa thủy quả phong không, mà còn thêm kiến và thức, thì nó sanh ra hữu tình. Thế thì là hữu tình và vô tình cũng là tự tha bất chấp, cũng là một hiện tượng duyên sanh của hiện tượng của Như Lai, của Như Lai Tạng. Mà kỳ thật nghiên cứu ra cho kỹ thì bên con người cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi đó là Phật tánh. Sự vật hiện tượng cũng không hề có cái tánh nhiễm ô nào, gọi đó là cái tánh thanh tịnh của dạng pháp, gọi là pháp tánh. Thế thì là tự tha bất chấp giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Ấy, cho nên là cái bản chất mà của chúng ta mà thực hiện mà học tu mà từ bi hỷ xả đó là học, nghĩa là ôn lại để làm phát hiện cái vốn có của ta đó, chứ không phải là cái nào khác. Đừng tưởng đâu mình làm được những cái đó là mình làm cái gì khác ghê gớm, không có đâu. Theo giáo lý đạo Phật là cái đó là mình moi lại cái của mình đấy, mình moi lại cái tự tánh thanh tịnh nước bàn vốn có của mình, cái từ bi hỷ xả vốn có của mình. Cho nên là đâu có phải là ai cho đâu mà nói, mà lại lục của danh sinh người nào cho mình được. Học Phật là phải học vậy thôi. Cho nên là học trường thọ ở đây là phải phát tâm đại từ, đại bi, mở lòng rộng, rộng lòng, đại hỷ, đại xả. Phải vun bồi tự giác cho mình, phải quân đạo cái tha giác cho chúng sinh, đem giới học, định học, tuệ học mà truyền trao cho mọi người. Phải dạy mọi người cái đó, truyền đạt cái đó. Thí dụ như người Phật tử tại gia thì có ngũ giới, đừng có vội đòi thêm, mà nhiêu đó tu mệt rồi, giữ gìn mà ngũ giới mà tốt, thật tốt đi, là các vị có một cái hạnh phúc an lạc dữ lắm rồi. Các vị có thể hưởng bồ đề tại nhà, hưởng niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn tại nhà. Cho nên là đừng có đòi cái gì ghê gớm lắm. Bữa hổm có mấy Phật tử ở bên Úc về nè, hai Phật tử đó mà có một vị đó thì thọ giới Bồ Tát rồi, mà đã có nghe băng của tôi rồi. Thành ra là vị đó nói với tôi rằng là hỏi tôi về cái việc mà thọ giới Bồ Tát. Khi thọ giới Bồ Tát rồi á, cảm thấy nó áy náy, nó đau khổ,
giống như là mình ngồi vậy nè, mà nó có nhiều cái mũi chĩa nó kề bên mình vậy, nó lắc qua vậy là đụng, là bị đâm, lắc qua đây cũng bị đâm, cục cọ bị đâm. Thành ra Phật tử nói rồi, con khổ quá, khổ quá, giờ con làm sao? Hỏi tôi chứ phương pháp làm sao? Tôi nói đúng vậy, cái mà giống như là cả trăm cái mũi kèo dù mà nó mài nhọn mà nó chông vô trong người mình, nó là đúng à, cái đó đúng vậy à. Thọ giới Bồ Tát là nếu mà cái người mà cái tâm thật sự mà tốt mà lành á, mà muốn đi con đường giải thoát giác ngộ mà thọ giới Bồ Tát rồi là tự cảm nghe như cả trăm cái mũi chĩa vậy nè, nó mài bén ngót à, nó trâu vào mình vậy nè, cục cửa là đụng à. Giờ sống hết nổi rồi, hỏi làm sao? Tôi nói à, cái trèo lên thì là nó khó, chứ mà tuột xuống thì dễ lắm. À, hồi nhỏ tôi trèo cao á, tôi có cái nài ở dưới chân, rồi hai cái tay tôi ôm vậy, rồi tôi cái nài đó nó mới bước lên từng nấc vậy mới lên tới cái cao 20 thước, cực lắm, nặng lắm. Mà tới chừng lên bẻ buồn cao rồi cái là tôi để hai ngón tay nhẹ phía trước kia, tôi lấy cái nhánh của buồn cao á, tôi cặp cây cao chứ tôi không thèm nhìn cây cao nữa, tôi cho nó tụt một cái re xuống, tụt xuống dễ lắm. Nhưng mà bây giờ thì tôi không nổi, hồi đó tôi nổi, giờ không nổi. Hồi đó cái chân á hình như nó chai thì sao á, cho nên ở trên mà tụt cái re xuống không thèm nhìn mà cái mọc xuống tới đất à. Thì cái việc thọ giới cũng vậy, thọ giới giữ giới tu hành thì là phải phấn đấu, giống như đi thuyền chèo nước ngược, giống như leo cây cao mà tôi vừa nói. Chứ mà bây giờ mà mình không đi nữa thì mình cứ buông dầm mà tự nó trôi xuống thôi, mà tuột xuống cây cao là dễ thôi. Tuy nhiên là nó có điều kiện. Bây giờ cô muốn xả giới đó không? Cô muốn là khỏi cái kèo dù đâm đó nữa không? Nó dạ muốn lắm mà biết là sao. Tôi nói ngay rằng là cô cứ nói với tôi ngay đây rằng thưa thầy, hoàn cảnh môi trường của con bây giờ con thọ cái giới Bồ Tát đó con thấy khó quá, khả năng nghị lực con chưa làm được, con xin thầy chứng minh ngay bây giờ, và con nguyện với Phật Pháp Tăng Thường Trú Tam Bảo con xin xả cái giới đó mà con trở thành một người Phật tử mà tâm quy ngũ giới bình thường như mọi người khác, vậy thôi, xin Phật chứng minh và xin thầy chứng minh. Cô nói như vậy đi, thế là cô lập tức cô nói tôi nói rồi hết rồi đó. Sống bình thường à, trèo lên thì khó chứ mà tuột xuống thì dễ thôi. Tôi nói thành thật đấy, cô như vậy là thành thật là tốt, là không sao đâu. Cái Bồ Tát hạnh đó nó biến quá vô lượng hình thức, cho nên dầu là cô không thọ giới Bồ Tát nhưng mà cô có thể phát huy cái hạnh Bồ Tát đó trong vô lượng hình thức trong cuộc sống này, cô đừng có sợ. Nhưng mà còn cái giới Bồ Tát là thật sự Bồ Tát tại gia cũng vậy, khó lắm, lương tâm mình nó cắn rứt mình chết làm sao mình sống được. Cho nên là bản thân tôi nè, bây giờ đây nè, tôi còn chưa thọ giới Bồ Tát mà. Rồi tại sao? Là tại vì tôi không muốn kèo dù đông. Tôi nó khó vô cùng. Ai mà nói cái gì đó mà mình là nghĩ một cái niệm mà hơi giận người ta là bị tội rồi, tôi hỏi sao chịu nổi. Mà mình lâu lâu mình còn giận chứ. Nhưng mà mình giận rồi là sau đó mình tính rồi mình quá giải, mình dịu xuống. À, mà ở đây á, cái giới đó là không được à, phải cho thanh tịnh hoàn toàn nha. Một ý niệm mà tham, ý niệm sân, ý niệm là si ha, đều bị tội hết. Thế thì sao chịu nổi? Cho nên tôi nói tôi không thọ, cho tới bây giờ cũng không thọ. Đấy thì cô kia cô tuột cái rộng cái là hết. Cô nói khỏe re, cô nói rồi là thấy khỏe rồi. Đấy. Đó là cái lời, nghĩa là phát xuất từ thâm tâm của tôi đó. Đối với tôi cho rằng Bồ Tát hạnh là vô lượng pháp môn tu ha, phát huy mặt nào cũng được hết.
Nhưng mà còn cái giới mà đặt ra như vậy, tôi không hứa. Đó là tấm lòng chân thành của tôi đối với đạo Phật. Cho nên tôi dạy cho cô đó cũng vậy. Còn hồi trước giờ bao nhiêu người hỏi tôi về ý niệm mà thọ giới Bồ Tát á, không bao giờ tôi tham dự. Vì tôi cho rằng là cứ theo văn bản đó thì không làm nổi. Mà không làm nổi thì là hứa làm chi? Hứa chi để cho mình thất hứa? Đem giới định tuệ mà truyền trao cho mọi người, dẫn dụ mọi người quay về với Phật, với Pháp, với Tăng. Quay về với Phật, với Pháp, Tăng, mà quay về với cái Phật tánh đó này nè, mới là quan trọng. Cái tánh giác của mình á, quay về với Pháp tánh là mình mới nhận thức rằng là cái tánh của sắc thân hương vị xúc pháp, sắc thân hương vị xúc pháp nó hoàn toàn thanh tịnh đấy. Đừng vì nó mà sinh ra nguyên nhân là tham lam, dục vọng rồi đau khổ. Hiểu được như vậy gọi là qua về với Pháp. Và phải nhận thức cho được rằng là Phật tánh và Pháp tánh là hai cái đó, tức là một. Gọi đó là tăng tánh. Chứ kỳ thật là nhận thức được Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của hữu tình, Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của vô tình, của động vật, khoáng vật, của thực vật, khoáng vật, vô tình. Hiểu được như vậy rồi mình giữ gìn, mình đừng để cho cái phần chủ thể năng phân biệt lục căn của mình nó đau khổ, nó ê chề, nó thương ghét, vui mừng buồn giận đối với sắc thanh đơn vị xuất pháp với ngoại cảnh. Đó là mình qua về hướng cho mọi người về Tam Bảo là vậy đó. Chứ còn tôi nói xin lỗi hả, mình quy Tam Bảo mà mình đến trước cái ngôi chánh điện rồi Phật đó, rồi một đống kinh đó với chư Tăng đó, gọi là qua về với Tam Bảo, mà Tam Bảo thì không có dạy gì nhiều nữa, và mình cũng không học gì hơn nữa đó hả. Thì cái đó cũng là một cái phương tiện hết sức, một cái nấc thang mà để leo lên cái lầu 100 thước, mà cái nấc thang đó nó chỉ có bị dài có 5 phân tay à, chẳng bao giờ đi lên tới được. Biết chừng nào mà lên tới được cái lầu là trăm thước ngàn thước kia đâu. Cho nên phải qua gì với Tam Bảo là cái giác tánh thanh tịnh vốn có của mình, là cái pháp tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp, phải nhận thức cho được. Học được như vậy ta gọi là đồng thể Tam Bảo, ta gọi là nhất thể Tam Bảo. Gieo trồng trong lòng người cái hạt giống giác ngộ giải thoát, đó là việc làm của Bồ Tát hạnh. Việc làm đó phù hợp chân lý, tu như vậy gọi là xứng tánh khởi tu, làm như vậy gọi là tùy thuận pháp tánh. Đó chính là Bồ Tát vun bồi xây dựng cái nhân trường thọ, để rồi thọ dụng cái quả trường thọ vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Tức là cái Phật tánh thanh tịnh của mình đó, gọi là pháp thân thanh tịnh đó, nó trường thọ với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Học Phật pháp trường thọ này là trường thọ đó, chứ không phải là trường thọ 80, 90, 100, 120 tuổi đâu. Trường thọ mà Đức Phật dạy là Bồ Tát phải tu học rằng hiện tượng vạn pháp xưa nay bản tánh của nó rỗng rang và vắng lặng, không có lẫn lộn cái chất liệu nhiễm ô. Cái đó khó học lắm đó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt, tốn của kinh Pháp Hoa đó. Các pháp từ xưa nay tự tánh nó thường rỗng rang và vắng lặng, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Ấy thế mà mình bị
sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm cho mình điêu đứng khổ sở là tại mình mất cảnh giác, mình không có chánh niệm đó nha. Cho nên học Phật là phải để ý cảnh giác, đừng lơi cảnh giác, và phải có chánh niệm, phải thường quán chiếu. Thừa trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là thọ mạng của Như Lai trường thọ hơn hết trong tất cả trường thọ. Sự trường thọ của vạn pháp ví như sông ngoài, trường thọ của thọ mạng Như Lai ví như tất cả đại dương hợp lại. À, là trường thọ đây tức là pháp thân Phật. Vân Hà đã trường thọ kim cang bất hoại thân. Về mặt thời gian thì vô thủy vô chung, về mặt không gian thì là vô biên vô lượng. Phải học cái pháp thân đó đó, cái thể thanh tịnh đó, cái thể thanh tịnh của dạng pháp đó, cái tự thể thanh tịnh của dạng pháp gọi là pháp thân. Trường thọ Bồ Tát Ca Diếp phải học là phải thường là Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Vì tánh của Tam Bảo là tánh thanh tịnh bản nhiên, vốn không có khởi điểm và cũng không có cuối cùng. Phật pháp tăng thường trụ. Cho nên đừng có sợ, đừng có sợ Phật diệt độ rồi đau khổ. Sau này phải học những cái phẩm đó. Người nào nói Phật diệt độ rồi mà sanh ra đau khổ là người đó bị phiền não vô minh che lấp á. Không có, Phật thường trụ mà. Còn chánh pháp của Phật, người ta gọi là chánh pháp của Phật là mạt pháp á mà. Không có mạt đâu. Nhưng mà tại vì cái người mà họ chấp thường thì Đức Phật phải nói rằng chánh pháp mạt. Để chi? Để cho họ có cái lòng lo, họ quán chiếu. Họ quán chiếu cái sự mà sanh trụ di diệt á. Để họ tiến lên. Chứ còn Phật pháp tăng là thường trụ. Không có lúc nào mất hết á. Trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là không được hiểu thân Như Lai là thân tạp thực. Không được hiểu rằng Như Lai có ăn, có uống, có đi đứng nằm ngồi. Thân có đi đứng nằm ngồi, có ăn uống chỉ là ấn thân Phật vì lễ chúng sanh mà thể hiện đó thôi. Đó, phải hiểu vậy đó. Thân Như Lai không phải thân tạp thực. Cho nên đừng tưởng rằng là mình cách Phật lâu xa. Kinh điển nói rằng là chúng ta cách Phật lâu xa rồi chúng ta khó tu hành. Nói cái đó là tại vì người ta chấp đoạn. Phải nói như vậy để cho ta quán chiếu, ta học về pháp thân Phật để ta thấy được cái chân lý thường. Chứ sự thật chúng ta đâu có cách Phật lâu xa đâu. Phật là thường trụ mà. Phật thân, pháp thân Phật là thường trụ trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Có lúc nào không có đâu mà gọi là cách Phật lâu xa. Còn như Phật Thích Ca là ấn thân trong một giai đoạn truyền đạt dạy dỗ cho mọi người, rồi ta đi chỗ khác, ta làm việc chỗ khác. Giống như chỗ nào có dịch bệnh thì bác sĩ tới, ta là hàng rào y tế, ta tiêm thuốc, ta chủng ngừa, ta cho uống, xong rồi lành cái vùng này rồi ta đi chỗ khác. Chứ không ở luôn được. Không có bác sĩ nào mà nghĩa là chỗ cái làng đó, xã đó có dịch bệnh rồi lại đó rồi cho thuốc rồi ở luôn. Không có vậy. Mà cho thuốc đó lành bệnh rồi, truyền sao thuốc rồi, đặt y tá cho đó rồi, có người phát thuốc ở đó rồi, ta đi chỗ khác. Thế thì Phật thường trụ cũng như vậy. Đối với chúng sanh trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, Như Lai lúc nào cũng bao trùm, không chỗ nào là không hiện hữu, không tồn tại.
chẳng qua là khi về chỗ nào cần thì Như Lai xuất hiện. Xuất hiện giống như Thích Ca Như Lai xuất hiện là Cửu Long Phúng Thủy gì đó, Kim Triêu Chánh Thị Tứ Hoạt Bát. Đành Phạn Dương Cung sanh Tất Đạt, Phúng Thủy Cửu Long Thiên Ngoại Lai Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Pháp. Đó là Như Lai xuất hiện. Xuất hiện giống như bác sĩ xuất hiện trong cái vùng dịch bệnh. Như Lai xuất hiện trong cái thành Tỳ Gia, thành cái Tỳ La Vệ. Hiện ra có đi, có đứng, có ăn, có uống, có vợ, có con, rồi có xuất gia, có cạo tóc, có tu hành, có thành đạo để dạy. Xong, giống như bác sĩ chở đồ, dụng cụ, vừa mổ, vừa xẻ, vừa thuốc, uống, vừa nước khử, vừa khử, thuốc khử, khử nước. Xong rồi, truyền đạt xong rồi đi. Đi bác sĩ đó đi làm việc chỗ khác. Do vậy cho nên là chúng ta thấy Như Lai xuất hiện ở cõi đời này, đó là cái hiện tượng duyên sanh vì lẽ chúng sanh. Còn thật sự Phật á, thì tuy là Phật mà Phật thật sự đó, Phật Pháp Thân Như Lai đó, thì tùy gia thành lý bất tằng sanh mà ta la thọ gian bất tằng diệt. Nói cái bài đó thôi và đủ hai mặt á. Một mặt là Pháp Thân Phật thường trụ vĩnh cửu, một mặt đó là Như Lai xuất hiện ở trên cõi đời. Cho nên chúng ta không có xa Phật đâu. Cho nên không bao giờ tôi ngồi đây nè mà không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi xa Phật. Trước đây 50 năm tôi cũng nghĩ rằng là xa Phật. Hồi tôi học cái bài cảnh sách mà tôi đọc nè: Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật Pháp sân sơ nhân đa giải đại. Rất đáng hờn tuổi thân rằng là mình sanh vào cái đời tượng Pháp và cuối đời tượng Pháp, cách Phật lâu xa, cho nên Phật Pháp bị lu mờ, nhiều người giải đãi. Học cái đó rồi trong lòng mình thấy mình nao nao rằng mình than thân, mình trách phận, mình sanh vào thời xa Phật. Nhưng mà không phải. Học cái đó là học 50 năm trước. Nhưng mà bây giờ thì là không có nói cái vụ cách Phật lâu xa nữa. Mà cái đó là cái lời phương tiện của các tổ để động viên, để sách tấn, để cho mình tiếc nuối cái hình bóng của một đấng Như Lai Thế Tôn đang hiện hữu trên đời, để mà mình sinh cái tâm thương tiếc và mình kính quý. Nó giống như là hồi ông cha mình còn á, thì dạy mình cự nữ, mình ngang bướm, mình cứng đầu, tới chừng cha chết rồi cái gì lâu lâu nhớ lại cái khóc xúc thích hồi đó tôi tiếc rồi tôi cứng đầu với ông nói tôi không nghe, ông quánh tôi, ông quánh tôi lần đó tôi cự quá trời, bây giờ ước gì ông còn, tôi cúng dường, tôi phụng dưỡng ông, để cho những cái thằng con cứng đầu ngỗ nghịch nó tiếc vậy đó. Cho nên là nó là khứ thấm thời gian cách Phật xa. Thế còn cái giáo lý mà liễu nghĩa thường thường là không có cách Phật là xa, mà là Pháp Thân thường trụ. Thường trụ có nghĩa là giống như ánh sáng mặt trời bao phủ cả nửa mặt địa cầu, người nào ngồi trong cái nửa mặt địa cầu đó đều được có ánh sáng mặt trời hết. Thế thì sao gọi là cách Phật lâu xa được? Do vậy cho nên là chúng ta điều chỉnh cái tâm của chúng ta mà diệt trừ tham sân si mạn nghi, diệt trừ vô minh phiền não ha, thì chúng ta sống với tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta, sống chúng ta sống với cái Pháp Thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na thường trụ ở trong ta. Đạo Phật là phải học vậy á. Cho nó cách Phật lâu xa rồi than thân trách phận là không trúng đâu. Giáo pháp không có mạc, không có lúc nào mạc hết. Điều quan trọng cuối cùng Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng: muốn hiểu Phật phải tu học về Pháp Thân Như Lai. Tu học Pháp Thân Như Lai mới hiểu được thọ lượng của Như Lai. Thọ lượng của Như Lai hồi đó mình đọc Kinh Pháp Hoa đấy. Kinh Pháp Hoa dùng một cái thí dụ mà kinh hồn. Đất của 3.000 đại thiên thế giới, lấy đất đó mà làm mực, rồi mài cho hết cái mực đó, rồi bay, rồi lấy cái bút lông thật nhỏ, rồi chấm cái nước mực đó,
mà bay qua nghĩa là hàng hà xa xôi thế giới, đụng cái thế giới nào đó chấm một điểm, rồi vận dụng thành công bay qua hàng hà xa xôi thế giới nữa chấm một điểm nữa. Cứ làm như vậy mà chấm cho hết cái nước mực mà đất của 3000 đại thiên thế giới là mực đó, chấm cho hết. Hết rồi mới lấy tất cả những thế giới được chấm mực và những thế giới mà bay được bay ngang qua không có chấm mực, gom hết lại mới nghiền ra thành bụi. Một hộp bụi vậy đó là kể một số kiếp. Thế thì là cái tuổi thọ của Như Lai mà thành Phật từ đó tới nay là lâu hơn cái đó là hằng hà sa số bất khả thiết kiếp. Tuổi thọ của Như Lai là vậy đó. Đó. Như vậy có nghĩa là cái Như Lai là thường trụ, là chỉ cho cái chân lý thanh tịnh bản nhiên đó nó hiện hữu tồn tại vô cùng vô cực vô thủy vô chung. Cái Như Lai không có chết chóc gì đâu. Mà còn mình đây mình cũng có cái chất pháp thân thường trụ đó, cho nên mình cũng không có chết chóc gì đâu. Thân này là một hiện tượng sanh diệt diệt sanh, chỉ là một đợt sống. Mà bản thể của đợt sống đó làm cái nước biển vô cùng vô cực. Do vậy mà học này rồi là ta vấn đề sinh tử ta coi thường lắm, tầm thường. Sống chết là việc tầm thường. Hiểu được thọ lượng của Như Lai mới hiểu được giá trị thế nào là trường thọ của cái từ trường thọ mà Như Lai đinh ninh dạy bảo. Trường thọ mà Như Lai dạy ở đây phải được hiểu là trường, là thường trụ. Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phật thân thường trụ, Như Lai thường trụ, Niết Bàn thường trụ, Tam Bảo Thập Phương thường trụ. Niết Bàn cũng thường trụ đó, chứ không phải Niết Bàn lúc có lúc không, không có. Niết Bàn lúc nào cũng có. Trong một ngày 12 tiếng đồng hồ trong nhà của các vị đều có cái Niết Bàn thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đó ở trong nhà của các vị sẵn sàng hết rồi. Khi nào mà các vị làm chú được lục căn lục trần trong vòng 7 tiếng đồng hồ một trong ngày thì cái Niết Bàn nó hiện ra 7 giờ đồng hồ trong một ngày 12 tiếng, nó ở sẵn trong nhà các vị hết rồi đó. Cho nên Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, rồi Niết Bàn cũng thường trụ. Còn mà các vị mà không gặp được Niết Bàn, không thấy được Niết Bàn là tại vì nước không trong thì dầu trăng trên trời có trăng cũng không hiện được. Trời vẫn trong ngăn ngắt, trong xanh ngăn ngắt mà mây đen che phủ thì trời không hiện được. Tự tánh thanh tịnh Niết Bàn muốn có trong nhà các vị, mà các vị bị phiền não vô minh, thương ghét, vui mừng, buồn giận, phải quấy mắng nhiếc chửi bới đánh đập thì không bao giờ các vị gặp được Niết Bàn đâu. Chứ nó nằm sẵn ở trong nhà của các vị đó. Ráng để cái đó mà tu, mà học, mà bồi dưỡng lại cuộc sống của mình. Ai làm cũng được, chứ cái này là không dành riêng cho ai hết. Niết Bàn thường trụ, Tam Bảo thường trụ, bởi vì chân lý của vạn pháp trong vũ trụ loạn khởi loạn diệt như hoa đốm trong hư không, mà hư không thì không có sinh và không có diệt. Tất cả hiện tượng vạn hữu nó sanh diệt, diệt sanh như hoa đốm sanh trong hư không vậy, mà cái bản thể của hư không thì không hề sanh diệt. Vui mừng buồn giận thương ghét nó duyên khởi, nó sanh trong cái Niết Bàn thanh tịnh tự tánh của chúng ta, mà tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của chúng ta thì không hề có lúc sanh lúc diệt. Đừng đau đớn gì hết, đừng xót thương gì hết. Như Lai sắp nhập Niết Bàn mà tỏ vẻ xót thương đau đớn là những người đệ tử chỉ có nhục nhãn mà nhìn Như Lai bằng cái nhục nhãn khốn khổ của chính mình. Là Bồ Tát hãy sử dụng tuệ nhãn mà chiêm ngưỡng Như Lai
Cho nên là Như Lai mà Niết Bàn mà khóc là cái hạng đệ tử ta gọi là đệ tử hạng bét. Đệ tử hạng bét khóc càng nhiều là càng hạng bét. Yểm lý đau thương càng dữ là cái thứ tôi gọi là, gọi là gì đó, so với ngoại quốc là gọi là lô can. Thầy tử lô can chứ đâu phải là origin của cái thứ là của thế giới à. Tức là thứ dở. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất dị, nhược năng như thị giải, chư bậc toàn hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Tất cả pháp nhìn bằng tuệ nhãn thì tất cả pháp không có sanh, vì không sanh cho nên tất cả pháp cũng không có diệt. Nếu hiểu như vậy thì chư Phật hiện tiền, có nghĩa là pháp thân Phật thường trụ vẫn là hiện tiền, nào có sanh có diệt, có đến có đi gì đâu mà phải khổ lụy khóc lóc đau thương chứ. Bồ Tát Ca Diếp hứa trước Phật rằng mình sẽ nỗ lực phấn đấu tu học, rằng mình sẽ truyền đạt cho mọi người lời dạy của Phật, rằng trường thọ đồng nghĩa với chân lý của vạn pháp là thường trụ. Phật không dạy cách trường thọ để kiếm chác thêm dăm 30 tuổi nữa đâu. Mà chỗ này không phải để kiếm chác thêm đâu, kiếm chác thêm không nhầm gì Phật đâu. Thế thì hết rồi, bữa sau là học cái bài Kim Cang Bất Hoại Thân. Cái này khó nghe, đại chúng ráng để ý mà nghe. Cho tôi thì tôi hứng thú lắm, nhưng mà đều không phải ai cũng hứng thú Nó tùy theo cái chủng tánh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2001. Như thường lệ sáng Chủ nhật, chúng ta câu hội tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 18, tức là băng thứ 18 của kinh Đại Bát Niết Bàn. Như tuần trước chúng ta đã học về cái phẩm trường thọ mà, hôm nay cũng tiếp tục nghiên cứu kỹ về cái phẩm trường thọ. Thì chúng ta nên để ý rằng là cái từ trường thọ ở đây nó không có nghĩa là để cầu mong cho cái tuổi thọ được sống dài, sống dài, sống lâu. Bởi vì cái nhìn của
cái nhìn của cái bậc mà chánh đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác á, hay nói cách khác là nhìn bằng Phật nhãn á, thì con người cũng như sự vật nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, vốn có bốn cái chất, bốn cái chất liệu thường, lạc, ngã, tịnh rồi thì đâu có đặt cái vấn đề mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi là quý trọng gì đâu. Vì đây nó là thường cơ mà. Nếu mà đứng bên cái mặt mà tục đế nhìn bằng cái nhục nhãn hay là thiên nhãn thì mình thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vì vậy mà qua cái nhìn đó đó thì là cái trường thọ, nếu 80 tuổi là nó hơn người 70, 90 tuổi thì nó hơn người 80, 100 tuổi thì nó hơn người 90 tuổi. Như vậy là cái trường thọ nó có giá trị. Đó là nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, bằng tục đế thì cái trường thọ nó có giá trị. Nhưng mà nhìn bằng Phật nhãn, đứng về mặt chân đế mà nói, thì con người là thường có rồi, lạc có rồi, ngã có rồi, tịnh có rồi, thì cái trường thọ mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi là chả có cần thiết gì, vì nó không có ý nghĩa chân thật. Cho nên cái đó là cái mà để ý mình học đó. Vì vậy mà mình học cái phẩm trường thọ đó, nó không phải là sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi. Những cái kinh từ mà sống dai, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi đối với người Phật tử có học đạo, hành đạo và chứng đạo thì nó không có giá trị cao siêu hay là một sự vui mừng, hãnh diện gì hết. Vì người Phật tử có thường, có lạ, có ngã, có tịnh rồi. Nếu ta biết nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, ta nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì ta thấy ta thường, lạc, ngã, tịnh. Tôi nói thế này là tôi hy vọng rằng đại chúng để ý, cỡ như tôi vậy thôi chứ tôi chưa nói gì ai nữa. Cái bậc cao siêu nào ở đâu nữa thì chuyện đó chuyện của hiền thánh, của kinh điển ta nói. Cỡ như tôi vậy nè, tôi vẫn thấy rằng tôi là chân thường, và sự thật tôi đã thấy được cái chân lạc ở trong tôi, và chân ngã ở trong tôi, và chân tịnh ở trong tôi. Đó là một sự thật, mà cái đó không phải nói khoe. Nhưng mà nếu mà toàn thể trong này đại chúng mà người nào mà có tư duy, có quán chiếu, các vị cũng tự thấy các vị là thường, là lạc tự có, ngã, chân ngã tự có, và chân tịnh các vị tự có. Với điều kiện là các vị phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải nhìn bằng nhìn của đạo Phật, phải thiền định bằng cái thiền định của trí tuệ, thì các vị sẽ thấy cái đó. Mà đã thấy được cái đó rồi thì cái vấn đề là sống dài, sống dài, sống lâu, sống cao tuổi đó thì nó là cái chuyện tầm thường của nhục nhãn mà thôi. Giá như mà có chết sớm hơn 80 tuổi hay là 60 tuổi cũng không có gì đáng gọi là sợ sệt và tiếc nuối hết. Phải tập như vậy á mới là cái nhận thức của đạo Phật, của người đệ tử Phật.